Xin chào anh em là Tú. Thì hôm nay em Tú mới về được cho anh em một mẫu Rolex chính hãng, một chiếc Rolex hàng mới 100%, nguyên siêu full box, date mới nhất tại thời điểm hiện tại. Thì chiếc đồng hồ này của em thì đây là sẽ được trang bị một cái hộp như thế này. Và trong video này của em thì em sẽ mở hộp trên tay và review cho anh em chi tiết để anh em có cái góc nhìn khách quan nhất về chiếc đồng hồ này. Cũng như là về phần cuối video thì em sẽ lên tay và báo giá cho anh em trực tiếp cái mẫu đồng hồ này. Thì như anh em đã thấy, chiếc đồng hồ của em sẽ có một cái hộp gỗ rất quen thuộc như thế này. Và khi mà em mở hộp này ra thì anh em sẽ thấy được chiếc đồng hồ của em muốn giới thiệu đến với anh em ngày hôm nay. Một chiếc đồng hồ có cái mặt số màu đen tuyền cực kỳ đẹp, cùng với đó cọc số kim cương và toàn bộ thân vỏ sẽ được làm thép không gỉ 904L, cực kỳ lền lã cũng như là rất đẹp bởi cái màu đơn giản của chiếc đồng này. Chúng ta sẽ có đó là các quyển sổ cũng như sổ thẻ đi kèm với chiếc đồng này. Như anh em đã thấy thì chiếc đồng hồ của em sẽ có một quyển sổ worldwide service và một quyển sổ giới thiệu dòng sản phẩm date chốt. Nếu mà anh em tìm hiểu về hai quyển sổ này thì chúng ta sẽ thấy được bên trong quyển sổ worldwide service này anh em sẽ có đó là các điều kiện được bảo hành cũng như là các điểm service của Rolex tại Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới. Và quyển thứ hai đó là quyển giới thiệu dòng sản phẩm date chốt và cũng là một quyển để anh em có thể biết được các hướng dẫn sử dụng cũng như là các cách sử dụng chiếc đồng hồ này. Và đây là cái tấm thẻ, cùng với đó đây là một cái bao da đựng thẻ. Thì đây là tấm thẻ cực kỳ quan trọng với một chiếc đồng hồ Rolex. Thì như anh em đã thấy, tấm thẻ này của em sẽ có mã là 126234. Với cái mã này anh em có thể biết được sơ qua về cái mẫu sản phẩm này, đó là một cái mẫu thuộc dòng đời 126, đời mới nhất của Rolex. Và 234 tức là size 36mm và thân thép trắng, liềng vàng trắng anh em nhé. Chúng ta sẽ có số seri ở bên dưới nhưng mà em xin phép em che đi, tại vì nó liên quan đến một cái số cái chính sách bảo hành, tức là một số chính sách bán hàng của bên store mà em nhập, thì em sẽ phải che số seri đi. Anh em nào mà đang quan tâm chiếc đồng này thì cứ inbox trực tiếp cho em. Em sẽ gửi cái tấm một tấm ảnh full tất cả những cái thứ sâu hết tất cả những số seri để anh em có thể biết được. Và chiếc này của em thì sẽ là date mua là 12 tháng 2 năm 2022, toàn số 2 thôi anh em ạ, rất đẹp. Và chúng ta sẽ có đó là 5 năm bảo hành chính hãng, anh em sẽ được bảo hành đến tháng 2 năm 2027. Và khi anh em mua chiếc này tại bên em thì em vẫn sẽ bảo hành cho anh em đó là 5 năm theo chính sách bảo hành của hãng. Và bên em thì em luôn bao quay đầu lên đời bất cứ khi nào anh em có nhu cầu, cũng như là cam kết hàng chuẩn chính hãng trọn đời máy. Anh em có thể đi check bất cứ một bên thứ ba nào uy tín, chúng ta có thể check ở đó, sau đó tất cả mọi thứ ok thì anh em mới nhận đồng hồ. Đây là mặt trước của tấm thẻ này và đây là một tấm thẻ đời mới anh em nhé. Và chúng ta sẽ cùng cầm trên tay vừa giới thiệu được với anh em chiếc đồng hồ này. Đây là một chiếc Rolex date chốt 126234 với cái mặt số màu đen, và chúng ta sẽ có đó là thân thép trắng, liềng vàng trắng, bộ kim được làm bằng vàng trắng và cọc số kim cương. Nói chung là toàn bộ cái chiếc đồng hồ này anh em sẽ có một cái chiếc đồng hồ cực kỳ dễ đeo. Như anh em nào mà không thích cái sự nổi bật của màu vàng thì chúng ta sẽ chơi đến bản thép này. Và anh em nào mà yêu thích hay đeo vàng trắng chẳng hạn thì chúng ta cũng có thể chơi được chiếc này cực kỳ đẹp bởi cái thiết kế này. Nó là một cái thiết kế đi vào năm tháng rồi. Chúng ta sẽ có một cái mặt số tia đen. Ở trên video thì anh em sẽ khá là khó thấy được những cái led tia đen trải đều trên toàn bộ khắp mặt số. Chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy một cái phần mặt số được làm cực kỳ đen bí ẩn như thế này. Mặt tia đen thì chúng ta nhìn vào phần mặt số, anh em sẽ thấy được cái phần mặt số nó rất có chiều sâu. Nó khác hẳn so với mặt men hay mặt thường khác. Mặt tia thì chúng ta sẽ có rất nhiều các hiệu ứng khi mà anh em nghiêng qua từng góc độ, đặc biệt đó là các mặt sáng màu, ví dụ như mặt tia trắng, tia xanh, thì cái mặt tia đen này nó sẽ mang đến cho em một cái vẻ đẹp của sự lền lã, bí ẩn. Và trên mặt số chúng ta sẽ có đó là dòng chữ Rolex, dòng sản phẩm date chốt, và chúng ta sẽ có đó là Oyster Perpetual. Đúng là với cái dòng chữ này thì chiếc đồng hồ của em sẽ sử dụng bộ vỏ Oyster và Perpetual, tức là nó mang ý nghĩa trường tồn mãi mãi. Và ở góc 3 giờ thì anh em sẽ có ô lịch của chiếc đồng này với nền background màu trắng chữ đen. Và như thường lệ với các mẫu được trang bị ở lịch ngày thì Rolex họ sẽ
thêm cho anh em một cái phần lúp ở trên mặt kính góc 3 giờ để anh em có thể xem chức năng một cách dễ dàng nhất có thể. Với cái phần lúp này thì nó sẽ giúp anh em phóng to cái ô lịch lên gấp 2,5 lần so với kích thước thực tế để anh em có thể xem chức năng một cách rất dễ dàng. Và chúng ta sẽ có đó là các cọc số kim cương tự nhiên, và kể cả cái phần đế giữ viên kim cương này cũng sẽ được Rolex họ trang bị bằng vàng khối 18K. Nếu mà anh em nhìn kỹ vào cái phần đế giữ viên kim cương này, chúng ta sẽ thấy được các lát cắt được Rolex họ hoàn thiện cực kỳ tốt để tăng cái độ bắt sáng ở trên cái phần cọc số, và nhìn cọc số nó to hơn rất là nhiều so với những viên kim cương. Viên kim cương của Rolex thì em nghĩ nó sẽ rơi vào khoảng tầm khoảng hơn 1,5 ly gì đó. Viên kim cương cực kỳ to, và chúng ta sẽ thấy được viên kim cương của Rolex thì được tuyển chọn cực kỳ gắt gao bởi những viên kim cương nó phải đạt cái độ tiêu chuẩn của Rolex thì mới được Rolex họ lắp lên chiếc đồng hồ của mình. Ở trên mức góc 12 giờ thì anh em sẽ có cái phần logo thương hiệu của hãng rất đặc trưng, và ở bên dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Swissmade ở bên dưới cọc số như thế này. Dòng chữ Swissmade này thì là một cái điểm để anh em có thể biết được chiếc đồng này sẽ 100% sản xuất tại Thụy Sĩ, và dòng cái logo ở chính giữa là một cái logo để phân biệt các dòng sản phẩm của hãng. Ví dụ như các dòng đời 126 nhưng mà Mark 1 thì sẽ không có logo, và Mark 2 thì sẽ có logo. Mark 2 là một cái dòng sản phẩm mới nhất của Rolex, và nó sẽ là một sử dụng bộ máy mới, nên anh em sử dụng những cái mẫu đồng hồ này thì không phải lăn tăn bất cứ một vấn đề gì cả, và anh em yên tâm đây là một cái mẫu đồng hồ mới nhất gửi đến cho anh em. Về phần bộ kim thì chúng ta sẽ thấy một bộ kim được hoàn thiện bởi vàng khối 18K, sau đó được hoàn thiện đánh bóng. Và phần kim này thì sẽ có đặc trưng của dòng đất chốt kiểu kim vuông. Đây là một cái mẫu đời mới nên là chắc chắn sẽ được chạy chữ vòng quanh ở trên cái phần liềm như này. Anh em có thể thấy dòng chữ Rolex chạy vòng quanh liềm đó, và đối diện góc 6 giờ đối diện góc 12 giờ với logo trên mặt kính, chúng ta sẽ có một cái logo ở trên liềm như này, và sau đó sẽ được Rolex họ chạy chữ vòng quanh. Và khi mà di chuyển đến góc 6 giờ, anh em sẽ thấy được dòng số series của chiếc đồng này. Mỗi chiếc đồng hồ sẽ có một số series khác nhau và không chiếc nào trùng với chiếc nào cả, nên anh em cứ check chuẩn số series ở trên đồng hồ và trên thẻ. Sau đó muốn mang đi service thì chúng ta cầm theo đồng hồ và cầm theo thẻ là anh em có thể vào hãng service thoải mái trong vòng 5 năm. Đó. Với em này thì có size là 36mm và độ dày sẽ là khoảng tầm 11mm. Thì anh em có tay tầm trên 15 và dưới 18cm đeo cực kỳ đẹp. Bởi vì cổ tay em cũng là cổ tay 16, một cái cổ tay rất nói chung là rất phổ thông với cổ tay anh em Việt Nam. Thì tay 16 em đeo cực kỳ đẹp, thì tay 15 chỉ nhỏ hơn một chút thôi, em chắc chắn với anh em đã đeo cực kỳ đẹp. Và tay 18, tay dưới 18, 16, 17 thì em cũng đã bán cho rất nhiều các anh có cổ tay tầm như vậy, và các anh đó vẫn đeo size 36 cực kỳ thoải mái, và em thấy các anh đều rất hài lòng với cái size này của Rolex, nên bởi vậy em mới hướng đến cho anh em là cổ tay trên 15 và dưới 18 đeo cực kỳ đẹp. Tất nhiên là anh em tay to thì có thể lựa chọn đến một cái mẫu size 41 của Rolex, cũng dòng đế chớt như này. Size 41 thì nó sẽ to hơn, thì anh em đeo tay với anh em tay to thì cũng có thể lựa chọn giữa hai size, cũng tùy sở thích của anh em thôi. Còn nếu ví dụ mà anh em vẫn thích đeo một chiếc đồng hồ vừa vặn xinh xắn thì chúng ta sử dụng lựa chọn một chiếc đồng hồ size 36 cứ vẫn cực kỳ thoải mái anh em nhé. Về phần mặt kính thì chúng ta sẽ được trang bị một cái phần mặt kính sapphire nguyên khối. Mặt kính này thì được Rolex họ làm cực kỳ trong suốt. Đó, anh em nhìn vào phần mặt kính nhá, không hề có một cái bị vết lóa nào luôn. Chúng ta kể cả nhìn nghiêng như này, đó, nhìn nghiêng mà cái phần mật số vẫn hiển thị cực kỳ rõ ràng và nó không bị chói mắt một chút nào cả. Đó là một cái điểm mà Rolex họ trang bị cho anh em khi mà anh em sử dụng. Đó, chắc chắn là anh em sẽ cầm trên tay và nhìn thực tế thì sẽ thấy đẹp hơn rất là nhiều khi mà anh em nhìn qua video.
Nhìn qua video này thì nó sẽ liên quan ở tầm 90% thôi. Em cố gắng em quay đẹp nhất có thể cho anh em, nhưng mà nó cũng không thể toát lên hết được cái vẻ đẹp của một chiếc đồng hồ. Anh em phải cầm thực tế và đeo lên tay thì mới thấy được hết cái vẻ đẹp của chiếc đồng hồ này. Thì lát nữa thì em sẽ lên tay để anh em có thể cảm nhận một chút rõ ràng hơn nữa. Mặt kính này thì Rolex họ đều có một cái logo ở bên dưới góc 6 giờ như ở đây. Anh em sẽ phải xoay flash vào và nhìn chéo sang một bên thì mới thấy được cái logo đó. Logo này thì sẽ được Rolex họ làm ẩn dưới mặt kính. Với các mẫu mặt kính chính hãng thì đều có cái logo này. Ví dụ như anh em mua hàng lướt chẳng hạn thì mới cần quan tâm đến cái vấn đề này thôi. Còn với hàng mới thì anh em không phải lăn tăn bất cứ một vấn đề gì cả. Nói chung là anh em mua hàng tại bên em thì không phải lăn tăn, tại vì kể cả hàng lướt hay hàng mới em đều kiểm tra cực kỳ kỹ và đích thân em đi kiểm hàng lên, anh em không phải lăn tăn đó. Nếu mà anh em nào theo dõi kênh của em thì anh em có thể thấy tất cả những các mẫu hàng lướt của bên em đều có một cái date cực kỳ mới và tình trạng còn không khác gì mới cả đó. Đấy mới là đúng nghĩa hàng siêu lướt, và đích thân em đi kiểm hàng thì anh em không phải lăn tăn, tại vì em đi kiểm thì cực kỳ kỹ, bởi cái tính cách của em là một cái tính cực kỳ cẩn thận trong mọi tình huống. Chúng ta sẽ có một cái phần liềng được làm bằng vàng trắng 18K, bởi vậy anh em có thể thấy cái phần liềng là bắt sáng cực kỳ tốt. Đó, anh em nhìn nhá. Đó, em chỉ cần nghiêng cái đồng hồ thôi là cái liềng này bắt sáng cực kỳ tốt. Cái liềng vàng trắng này thì anh em sẽ thấy được Rolex sẽ hoàn thiện bởi các rãnh khí ở đây. Đó, cực kỳ đều nhau anh em nhé. Và các rãnh khí này là một chúng ta sẽ có đó là các đường led cực kỳ sắc led. Bởi vậy cái độ bắt sáng của cái liềng này cực kỳ tốt. Và cái liềng này thì nó sẽ giúp anh em nhìn từ xa là có thể biết được đây là một chiếc đồng hồ Rolex. Tại vì chỉ có Rolex mới làm được cái liềng như vậy. Và các mẫu đồng hồ của Rolex thì đều được trang bị cái liềng này. Đó, cái liềng khía này và cái liềng kim cương là hai cái liềng được rất nhiều anh em ưa chuộng. Còn đến với phần thân vỏ thì anh em sẽ được trang bị một cái phần thân thép không gỉ 904L. 904L và sau đó được Rolex họ chế tác và được Rolex họ gọi đó là thép Oyster Steel. Thì cái thép này nó sẽ có một cái chữ, nó sẽ có một cái công năng khá là siêu ưu việt, đó là cái độ cứng cao hơn rất nhiều so với thép 316 và độ chống ăn mòn cao, độ bóng khi hoàn thiện cực kỳ tốt. Bởi vậy anh em nhìn một chiếc Rolex nó bắt sáng cực kỳ tốt. Anh em thấy không? Kể cả thân phần thép phay xước nhá. Bình thường các thép phần thép phay xước thì nó sẽ tối màu hơn so với các phần thép đánh bóng, nhưng mà anh em nhìn trên cái thép của Rolex này không chỗ nào bị tối cả. Đó, kể cả phần thép đánh bóng này nó cực kỳ sáng và thép phay xước nó cũng cực kỳ sáng luôn. Phần thân vỏ bên phần thân cổ như này thì anh em sẽ được trang bị kiểu đánh bóng này. Và bên tay phải của em thì sẽ có phần lúm chưa này. Phần lúm này thì sẽ là lúm bận cổ trai và anh em sẽ phải mở lúm để chỉnh chức năng. Khi mà mở ra hết cái gen nhé thì anh em sẽ lên có tay này. Anh em có thể nghe thấy tiếng xẹt xẹt khi mà em vặn cót. Thật ra thì đây là một cái bộ máy tự động và hỗ trợ lên cả cót tay. Tức là khi mà anh em đeo bình thường hàng ngày thì nó đã lên được cót tay lên đến khoảng tầm 90% rồi. Nếu mà anh em muốn lên cho đầy cót thì anh em có thể vặn lên thêm cót tay. Hoặc ví dụ như mà đồng hồ chết mà anh em không muốn lắc thì chúng ta có thể lên hỗ trợ cót cho chiếc đồng hồ. Và khi mà rút ra một lớp thì anh em sẽ chỉnh lịch chỉ có chiếc này đó. Và rút ra lớp thứ hai thì sẽ chỉnh giờ. Sử dụng cũng khá là dễ dàng thôi, tại vì em này của em là có chức năng là 3 kim một lịch. Thì các mẫu 3 kim một lịch thường sẽ có mua cái cách sử dụng khá là dễ dàng. Khi mà anh em muốn đóng lúm này thì chúng sẽ ấn và xoáy vào. Và anh em phải để ý khi mà cái phần lúm này nó phải ôm sát phần thân như thế này, và chúng ta sẽ vặn hơi chặt tay một chút thôi thì cái phần lúm này nó sẽ có độ chống nước sẽ là 100m. Anh em rửa tay đi mưa nhẹ nhàng cực kỳ thoải mái. Còn đến với phần bộ dây thì chúng ta sẽ thấy được một cái bộ dây Jubilee như ở đây. Đây một cái bộ dây được rất nhiều anh em ưa chuộng bởi cái sự mềm mại cũng như là vẻ đẹp của bộ dây này, là đó là không thể chê được rồi. Bộ dây này thì là một bộ dây cực kỳ nổi tiếng của Rolex, và với các mẫu dòng đế chốt này
và dòng Sport của Rolex, thậm chí dòng Submariner, anh em có thể biết dòng Batman chẳng hạn, thì cũng được trang bị cái bộ dây Jubilee này. Đó, kể cả dòng Sport mà Rolex họ vẫn trang bị bộ dây Jubilee, thì như anh em thấy chúng ta có một cái bộ dây cực kỳ đẹp và rất ăn khách. Bộ dây này thì sẽ được kết hợp giữa 3-5 chỉ đan ở với nhau, 3 chỉ ở giữa này thì sẽ được làm kiểu đánh bóng và chỉ mắt mắt nhỏ, và 2 chỉ bên cạnh này sẽ là thép phách xước. Còn phần khóa thì chúng ta vẫn sẽ được trang bị một cái khóa Oyster. Đây là một cái tiêu chuẩn cho các mẫu đời mới của Rolex, thì cái phần khóa này anh em sẽ thấy nó sẽ mang đến cho em cái led của sự hiện đại cũng như rất lam tính khi mà anh em đeo lên tay. Với đời 116 thì cái khóa sẽ là khóa khóa Jubilee luôn, tức là nó sẽ có một cái logo gắn liền với cái bộ dây này sẽ gập vào nhau. Nhưng mà bộ dây đó ví dụ như mà anh em muốn nới rộng hoặc thu ngắn lại thì chúng ta sẽ bắt buộc phải cắt mắt. Còn với cái phần khóa này của em thì anh em có thể thấy cái phần mắt gập như đây. Mắt gập này thì anh em có thể nới rộng hoặc thu ngắn tùy ý mà chúng ta không cần phải cắt mắt gì cả. Đó, anh em có thể thấy đó là một cái điểm mà em rất thích ở trên cái phần khóa Oyster này. Còn đây là mặt sau đáy đây. Mặt sau đáy thì toàn bộ sẽ là đáy kín rồi, Rolex họ không bao giờ làm lộ máy. Và ở bộ máy bên trong thì anh em sẽ có, đó là bộ máy Rolex 3235. Anh em sẽ có, đó là một cái thông số cực kỳ nổi bật, đó là 31 chân kính, tần số dao động là 28.800 và tần tích cót sẽ là 70 tiếng. Sai số của một bộ máy Rolex thì cộng trừ không quá 2 giây một ngày, tức là cộng trừ phải dưới 2 giây hoặc bằng 2 giây thì mới được Rolex họ cấp cái chứng nhận như cái tag đây, Superlative Certified, là một cái chứng nhận độc quyền của Rolex trên cái bộ máy của mình. Với các bộ máy của Rolex thì đều có hai cái chứng nhận về độ chuẩn xác, đó là chứng nhận COSC, là một cái chứng nhận của cơ quan kiểm định thứ ba của bên Thụy Sĩ, và chứng nhận Superlative Chronometer là một cái chứng nhận độc quyền của Rolex để cho cái bộ máy cộng trừ 2 giây một ngày. Và cái bộ máy này thì đã bao gồm tất cả những cái bằng sáng chế cũng như là tất cả những cái tinh hoa của Rolex được áp dụng trên cái bộ máy này. Và thì bây giờ em sẽ lên tay thử cho anh em mẫu đồng hồ này. Thì như anh em đã thấy, cổ tay của em là cổ tay 16, khoảng tầm 16.5 gì đó. Đó. Dạo này em béo lên rồi thì nó cổ tay nó cũng tăng lên khoảng tầm 16.5. Thì như anh em đã thấy, cổ tay của em đeo cực kỳ vừa vặn và rất đẹp mắt với cái size 36 này. Thật ra thì cổ tay của em cũng có thể đeo được size 41, nhưng mà em vẫn thích đeo size 36 hơn, tại vì nó mang đến cho em một cảm giác cực kỳ dễ chịu. Anh em cổ tay tầm như em hoặc nhỏ hơn đều đeo size 36 cực kỳ thoải mái anh em nhé. Còn anh em tay 17, 18 thì có thể lựa chọn giữa size 41 và 36. Đó. Chiếc đồng hồ của em là một chiếc đồng hồ hàng mới 100%, nguyên siêu full box. Và em đợt này em về vừa cho anh em với một mức giá thỏa thuận cực kỳ tốt, đó là 365 triệu cho chiếc Rolex 126234 full set tháng 2 năm 2022. Thì cái mẫu đồng hồ này em đang sẵn tại Hà Nội, anh em ở Hà Nội thì có thể qua lên tay trực tiếp. Còn anh em thành ở tỉnh thành khác ngoài Hà Nội hoặc anh em trong thuộc thành phố Hồ Chí Minh thì có thể cọc cho em một chút, sau đó em sẽ hỗ trợ chuyển hàng trực tiếp đến cho anh em. Anh em ở xa chỉ cần mua sắm online thôi, còn cái việc giao hàng, ship hàng em Tú sẽ trực tiếp giao đến cho anh em, nên anh em không phải lăn tăn bất cứ một vấn đề gì cả. Số điện thoại của em đó là 0366621996, và có để dưới góc màn hình, anh em có bất cứ thắc mắc gì thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ở bên dưới. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại anh em ở các những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.